Sau phản ánh của Chuyển động 24 giờ về tình trạng mạo danh Facebook kêu gọi ủng hộ từ thiện hoặc môi giới đăng bài quyên góp cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo rồi vòi tiền cảm ơn, đại diện phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo còn nhiều chiêu trò biến tướng và tinh vi khác với mục đích tương tự đang xảy ra tại bệnh viện này. Có rất nhiều bệnh nhân dân tộc ở vùng sâu vùng xa về đây thì đang có một cái nhóm gọi là họ làm những cái mạng lưới chân dép từ các tỉnh. Họ đón các bé, họ gọi là họ hỗ trợ các bé từ các tỉnh về đến Hà Nội và họ nhận là họ là người bảo trợ cho các bé. Nhưng thực sự là tôi không thấy là có một cái gì là danh chính ngôn thuận là bảo trợ và họ chỉ nói là họ là người bảo trợ. Nên khi các nhà hảo tâm thấy cháu bé đó được kêu gọi trên mạng và đến trao những kinh phí tài trợ thì cái nguồn kinh phí đấy lại có một người đứng ra để thu tiền. Cái điều đó nó xảy ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương rất nhiều trường hợp mà muôn màu muôn vẻ, vô cùng khó khăn với nhân viên công tác xã hội. Dùng chiêu trò thủ đoạn để thu lợi bất chính từ việc lợi dụng hình ảnh của trẻ, nhất là các bệnh nhi. Theo đại diện một cơ quan bảo vệ trẻ em, đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Tôi cho rằng là trước hết là đây là cái hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Và nó sẽ làm xói mòn cái niềm tin của xã hội. Nói về cái hành vi mà vận động từ thiện, sau đó mình lại đi mình chiếm đoạt cái số tiền vận động nó, cho dù là chiếm đoạt một phần, thì đây hiển nhiên là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan pháp luật cần phải vào cuộc để mà xử lý ở dưới góc độ vi phạm hành chính, thậm chí là xử lý hình sự. Chúng ta cũng cần phải sửa đổi bổ sung những cái quy định pháp lý để làm sao mà đảm bảo cái vai trò quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động từ thiện xã hội. Nhà hảo tâm cần phải hết sức tỉnh táo và tìm đến những cá nhân, những tổ chức có tư cách pháp nhân. Quyên góp từ thiện ủng hộ người bệnh là hành động đẹp, cần lan tỏa. Nhưng khi mà không phải lời kêu gọi nào cũng xuất phát từ mục đích nhân văn, cộng đồng cần hết sức cảnh giác để lòng tốt, sự chia sẻ của mình không bị lợi dụng và đến được đúng nơi, đúng người. Các bệnh viện đều có phòng công tác xã hội và những cái trường hợp bệnh nhân hoặc bệnh nhi đang nằm ở tại các bệnh viện thì đều được sự hỗ trợ của các phòng công tác xã hội, được sự kiểm chứng, báo cáo lại cái cụ thể. Các nhà hảo tâm hãy đến phòng công tác xã hội của các bệnh viện.